Gần đây mình sẽ thấy là cụm từ người Do Thái được lạm dụng khá là nhiều. Nào là cách dạy con người Do Thái, rồi cách khởi nghiệp của người Do Thái, trí nhớ siêu đẳng của người Do Thái. Không phủ nhận, dân tộc Do Thái là một dân tộc khá là thú vị. Người ta đạt được rất nhiều thành tựu lớn trên thế giới, mặc dù là về diện tích quốc gia hay là về số lượng người, không thể nào so sánh được với những dân tộc khác. Vậy thì hãy cùng tìm hiểu xem có gì đặc biệt ở người Do Thái và nguyên nhân sâu xa giúp họ đạt được thành công vang dội như vậy là gì? Chủ đề về người Do Thái là một chủ đề rất dài và rộng. Tuy nhiên để tóm gọn lại thì người Do Thái thực ra người ta không có một bí kíp nào mà thế giới không biết để mà thành công. Bản chất ở đây là bởi vì em phải nhìn vào lịch sử. Cái lịch sử phát triển dân tộc của họ thì họ bị đàn áp và bị phân biệt đối xử vô cùng lớn. Và chính vì như thế nên họ mới có một động lực thôi thúc mạnh mẽ để làm tốt, vượt khó khăn, làm chuẩn tất cả mọi thứ. Một ví dụ đơn giản là suốt từ thời Trung Cổ, người Do Thái bị cấm sở hữu đất. Họ không được phép có đất làm nông. Vậy thì họ không có lựa chọn nào khác, không làm nông được, họ phải đi theo các lĩnh vực ví dụ như là nghiên cứu khoa học, làm y học, làm về tài chính, kinh tế, giao thương. Hoặc chí ít thì họ cũng phải phát triển nông nghiệp của họ đến một cái mức là chỉ với một lượng đất nhỏ như thế này thôi, nhưng họ vẫn có thể là tối đa hóa sản lượng tất cả những sản vật trồng trên mảnh đất đó. Ngoài ra thì ngày xưa, nhà thờ cấm những cái người theo đạo Thiên Chúa giáo được cho vay tiền. Họ cho rằng vay tiền là một cái tội ác, một cái sin. Vậy nên người Do Thái, người ta thấy cơ hội đấy và người ta nhảy vào, người ta cho vay tiền và người ta hình thành lên những hạt giống ban đầu của ngành công nghiệp tài chính. Rõ ràng bây giờ thì mình thấy những cái khái niệm như là ngân hàng tài chính nó hết sức là thông dụng và bình thường. Nhưng hồi xưa thì người Do Thái là những người đầu tiên đặt nền móng cho vấn đề đó. Thì em có thể tưởng tượng là họ có thể làm việc với con số hay là họ sử dụng tiền bạc chuẩn cỡ nào. Vậy là mình có thể thấy người Do Thái đã có một cái truyền thống hàng trăm và hàng nghìn năm làm về nghiên cứu, làm về tài chính. Và không khó hiểu vì sao bây giờ họ lại thâu tóm những vị trí hàng đầu trên thế giới. Bao nhiêu năm truyền thống như vậy cơ mà. Nói tóm lại ở đây, đó chính là không phải họ có một cái gen hay là họ có một cái tố chất gì đặc biệt hay là có một cái bí kíp thần bí gì đó. Mà chỉ dễ hiểu là vì cái hoàn cảnh của họ như vậy cho nên họ cần phải cố gắng hết mình, để nỗ lực hết mình. Nhìn vào một ví dụ tương tự khác là lĩnh vực thể thao, mình sẽ thấy là đa phần các vận động viên hàng đầu thế giới về lĩnh vực chạy bộ, chạy đường dài, chạy nước rút đều là người da màu, trong khi các vận động viên chơi golf hàng đầu đều là người da trắng. Có thể dễ hiểu ở đây nó là hoàn cảnh đã khiến họ trở nên như thế chứ không phải là tố chất. Đối với môn golf chẳng hạn thì đây là một môn sẽ khá là tốn nhiều chi phí và tiền. Thứ nhất là em có thể hiểu cả một bộ cây gậy golf như thế có khoảng tầm 5-7 thậm chí là cả chục cây gậy sẽ phải tốn rất nhiều tiền mua dụng cụ. Bọn em sẽ cần một cái khoảng sân cực kỳ lớn, sẽ phải cắm chốt, cắm lỗ gôn. Thì tốn bao nhiêu tiền người ta mới để chơi được những cái môn như thế. Vậy thì chỉ những người mà có điều kiện về kinh tế sẵn mới chơi được. Và tất nhiên ở nước ngoài thì đấy sẽ là những người thuộc tầng lớp da trắng nhiều hơn. Ngược lại thì môn chạy bộ, mình cần một đôi giày, thậm chí sẽ chân đất cũng được. Vậy nên rất nhiều người thuộc tầng lớp dưới, điều kiện kinh tế khó khăn một chút, ví dụ như người da đen chẳng hạn, người ta sẽ tham dự môn này nhiều hơn. Một ví dụ nữa ở đây là nếu như bọn em xem TV, xem những giải bóng rổ nhà nghề Mỹ đỉnh cao của thế giới thì em sẽ thấy là phần lớn các cầu thủ, tuyển thủ chơi bóng rổ đều là da màu. Thì dễ hiểu ở đây bởi vì là họ không cần phải dụng cụ gì phức tạp, chỉ cần một quả bóng và một cái rổ. Vậy là trên đường phố có thể chơi được rồi. Bất cứ đứa trẻ nào, kể cả đến từ những cái khu ổ chuột, những khu nghèo nhất đều có thể chơi bóng rổ được. Vậy thì nhìn lại những thành công và những cái thành tựu rất lớn của người Do Thái, mình sẽ thấy đa phần thành công đều đến từ môi trường thúc ép họ phải như thế. Nếu không cố gắng, không nỗ lực vươn lên thì họ sẽ bị diệt vong. Dễ hiểu đây có một ví dụ là xung quanh họ toàn kẻ thù. Không một cái đất nước nào mà giáp biên giới của họ không phải là kẻ thù của họ cả. Thế thì bọn em có thể nhìn lại là trong bất kỳ hoàn cảnh nào, bất kỳ thành tựu nào của con người nó đều ảnh hưởng rất lớn từ hoàn cảnh và lịch sử chứ không phải là tố chất hay là gen hay là họ có một cái bí kíp gì đấy kinh khủng cả. Vậy đó, hãy nhớ là sự nỗ lực của mình luôn luôn trội hơn rất nhiều so với cả cái gọi là gen. Mà thực ra cái gen đấy cũng không ai xác định là bao nhiêu được. Con người mình mấy nghìn năm hay là các dân tộc, thực ra bộ não của mình cũng giống nhau thôi, không có gì thay đổi. Vậy đó, chúc bọn em hãy luôn nhớ rằng hãy đặt sự cố gắng và nỗ lực của mình trên hết để thành công. Chúc bọn em may mắn.